Xin chào các bạn, mình là Đức, chuyên viên tư vấn của siêu thị bếp nhập khẩu iKitchen. Hôm nay mình rất vui khi được giới thiệu cho các bạn chiếc bếp từ Bosch KID775DC1E. Đây là chiếc bếp từ được nhập khẩu nguyên chiếc tại Tây Ban Nha và thuộc thế hệ C8, đây là thế hệ cao nhất của bếp từ Bosch đến thời điểm đầu năm 2018 này. Và Bosch thì luôn nghiên cứu để cho ra những sản phẩm đẹp nhất, tiện ích nhất đến tay người tiêu dùng. Và bây giờ xin mời các bạn cùng tìm hiểu chiếc bếp từ KID775DC1E này. Và để khởi động bếp, các bạn nhấn phím nguồn 2 giây. Sau đó sẽ chọn vùng nấu. Các ký hiệu của vùng nấu đã đặt theo vị trí. Để chọn vùng nấu lớn nhất, bạn bấm vào phím cộng ở đây. Và chọn mức công suất, chọn mức công suất 3. Vùng nấu lớn nhất có chức năng booster để tăng công suất lên cực đại 3300W. Các bạn bấm nút booster và sẽ rất nhanh chóng nồi nước của chúng ta sẽ sôi. Tôi sẽ hạ về mức 4. Có các chức năng chiên xào. Để chọn chức năng chiên xào, các bạn nhấn nút này. Và có 5 mức độ, mức nhiệt chiên xào. Ưu điểm của bếp từ Bosch PID775DC1E là có chức năng chiên xào này. Vì nhược điểm thường thấy từ các bếp từ là thông thường rất là khó để điều chỉnh được nhiệt độ sao cho phù hợp với các chức năng chiên xào. Nút hẹn giờ. Đây là nút hẹn giờ ở giữa. Bạn muốn hẹn giờ, ví dụ bạn muốn hẹn 33 phút, bấm phím 33 và sau 33 phút thì bếp sẽ tắt. Chức năng đồng hồ cát. Chức năng đồng hồ cát sẽ báo cho bạn biết khi nào đếm thời gian sẽ xong. Ví dụ hẹn 2 phút, hết 2 phút thì bếp vẫn hoạt động. Tuy nhiên thì bếp sẽ báo rằng đã hết 2 phút. Chức năng đếm giờ. Bấm vào đây và bếp sẽ bắt đầu tính giờ. Và đây là chức năng hâm nóng. Để chọn chức năng hâm nóng, chúng ta nhấn vào nút này và sẽ hiện ra chữ L0. Thông thường khi nấu đồ ăn xong sẽ để ở trên bếp từ và chọn chức năng hâm nóng này. Khi ăn chúng ta chỉ việc lấy ra, thức ăn sẽ rất nóng, rất ngon. Để chọn vùng nấu từ khác thì chúng ta nhấn vào chọn. Và cũng tương tự, chúng ta chọn mức 3. Chữ H hiện ra thông báo cho chúng ta là bếp vẫn đang có nhiệt dư và chúng ta không nên chạm tay trực tiếp vào vùng nấu này. Vừa rồi mình đã giới thiệu cho các bạn chiếc bếp từ nhập khẩu Bosch PID775DC1E được nhập khẩu nguyên chiếc từ Tây Ban Nha. Và có một lưu ý rất quan trọng là tất cả những chiếc bếp từ được nhập khẩu từ châu Âu đều có nguy cơ rò rỉ điện khi chúng ta không muốn tiếp đất. Vì vậy, để đảm bảo an toàn thì bạn nên kiểm tra và nên yêu cầu thợ lắp đặt nối đất cho các bạn chiếc bếp từ được nhập khẩu từ châu Âu để được đảm bảo an toàn. Và để sở hữu chiếc bếp từ siêu đẹp, siêu chất này, bạn có thể liên hệ đến số 0981251010 hoặc đến địa chỉ 62/328 Lê Trọng Tấn, Định Công, Hà Nội, siêu thị bếp iKitchen. Rất hân hạnh được đón tiếp. Xin cảm ơn các bạn.